Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên cơ sở nội dung thống nhất giữa ba tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thành ủy Hà Nội đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Chiều nay, Ban chỉ đạo tổ chức hội nghị cam kết tiến độ và ký kết giao ước thi đua trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo. Về phía lãnh đạo tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên ban chỉ đạo. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có chiều dài gần 20 km, đường ô tô cao tốc với vận tốc 100 km/h. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh cùng 15 quận huyện của 3 địa phương đã ký kết giao ước thi đua với nội dung thi đua thực hiện toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng, tuân thủ các quy định pháp luật, không xảy ra thất thoát lãng phí. Phấn đấu 100% mặt bằng liên quan đến dự án đầu tư, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ khởi công và thi công xây dựng công trình theo kế hoạch. Bàn giao mặt bằng tháng 6 năm 2023, bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng khởi công công trình. Tháng 12 năm 2023, bàn giao toàn bộ mặt bằng đối với toàn tuyến của dự án. Phấn đấu khởi công công trình tháng 6 năm 2023, hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2027. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, phải đảm bảo tối đa theo quy định quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi, tạo điều kiện sớm ổn định về nơi ở, việc làm cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Hưng Yên sẽ kết nối toàn diện với Hà Nội về hạ tầng giao thông. Tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo các dự án trọng điểm, tỉnh đã và đang triển khai các bước trong giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đồng chí đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ. Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh đã ký kết giao ước thi đua. Lãnh đạo 15 quận huyện của ba địa phương đã ký kết giao ước thi đua xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội.